Anh kỳ lên, anh đang ngắm cái gì vậy? Anh đang ngắm chiếc nhẫn này nè. Hôm bữa anh cho em coi bữa hôm đó, em thấy chưa, đẹp chưa? Bữa trước là anh cho em coi phải thiết kế thôi, bây giờ đã hoàn thiện final rồi. Anh thấy như sao? Anh quá thấy như thế nào? Anh ơi, đẹp đẹp ở chỗ nào? Đẹp chỗ nào mình phải nói rõ chứ. Đẹp ở chỗ là nó kết hợp giữa hai cái mẫu nhẫn rất là hot của Kỳ Lân mình, đó là nhẫn lông voi và nhẫn Rolex. Rolex đâu? Dạ cái vành. Đúng rồi, hai cái vành hai bên này là mình làm như vành bezel trên đồng hồ chính hãng của Rolex. Và cái vành bezel khía chạy tia của Rolex là một trong những cái tạo nên thương hiệu của Rolex. Cái vành khía này nó đặc biệt hay lắm, là không phải là hột xoàn kim cương nhưng mà sự lấp lánh chiếu từ cái vành khía này nó tỏa sáng, bắt sáng từ cái vành khía này cực kỳ đỉnh. Cho nên là mẫu này vừa là phong thủy, lông voi thì phong thủy từ xưa giờ là đeo tốt cho mọi người, thì đó là cái điều công nhận của tất cả mọi người trong cái lĩnh vực phong thủy rồi. Còn khía chạy tia vành bezel là tạo nên sự sang trọng đẳng cấp thượng lưu nhờ vào sự lấp lánh bắt sáng tỏa sáng từ cái vành này, và chiếc nhẫn này đã trở nên đẳng cấp sang trọng thượng lưu khi sự kết hợp giữa phong thủy lông voi và vành khía Rolex. Và đây là mẫu độc quyền của Kỳ Lân Luxury mình với tiêu chí chất lượng hàng cao cấp luxury từ vàng nguyên khối AU750 và chuẩn hội ngoại ánh hồng Rogol. Dạ vậy thì ngoài cái phiên bản vàng hồng rất là thời thượng thì nó có bản khác không anh? Chắc chắn là có rồi em. Mẫu mà Rolex lông voi này thì sẽ có các phiên bản, như là đây là phiên bản full vàng hồng nè, còn phiên bản full vàng trắng và phiên bản full vàng vàng, và có cả phiên bản mix giữa vàng trắng và vàng hồng luôn. Ví dụ như là mình sẽ kết hợp bên trong là vàng hồng, ở ngoài vành chía chạy tia hai bên này là vàng trắng, hoặc là vành chía chạy tia hai bên này là vàng hồng thì bên trong vàng trắng. Mỗi người thì sẽ có một cái màu phong thủy hợp với mình riêng, hoặc là một cái sở thích màu riêng của mình, cho nên là đến với Kỳ Lân Luxury để chọn cho mình sản phẩm mỹ nhất, phục vụ cảm xúc, phục vụ sở thích và tạo nên sự nét riêng của mình, tạo nên sự đẳng cấp sang trọng thượng lưu riêng cho chính mình.